Giá lợn hơi hôm nay ngày 22 tháng 12 tăng từ 1 đến 4.000 đồng 1 kg ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay tăng một vài nơi, cao nhất là Hà Nội và Hưng Yên 75.000 đồng 1 kg. Tại Phú Thọ và Hà Nam, giá lợn hơi tăng 3.000 đồng 1 kg, lên ngưỡng 71.000 đồng đến 73.000 đồng 1 kg lợn hơi. Tương tự, các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang cũng tăng 1 đến 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi đồng loạt tăng tại nhiều tỉnh thành, Bình Thuận cao nhất 72.000 đồng 1 kg, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Lâm Đồng và Huế từ 70 đến 71.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực dao động từ 68 đến 69.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại Bến Tre hôm nay tăng với 4.000 đồng 1 kg lên ngưỡng 72.000 đồng 1 kg, ngang bằng với tỉnh Vĩnh Long, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp và Cà Mau cũng tăng từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg, lên quanh mức 70 đến 71.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại tại miền Nam trong khoảng từ 68 đến 69.000 đồng 1 kg. Năm không trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi bao gồm: 1. Không giấu dịch. 2. Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết. 3. Không giết mổ tiêu thụ. 4. Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt. 5. Không vứt lợn chết ra môi trường. 10 cấm trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi bao gồm: 1. Cấm sử dụng thức ăn thừa của người, các phụ phẩm chế biến từ nhà bếp chưa xử lý nhiệt cho lợn ăn. Trong thức ăn thừa hoặc phụ phẩm chế biến từ nhà bếp có thể lẫn thịt lợn, các sản phẩm chế biến thịt lợn nhiễm virus ASF. 2. Cấm đưa thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn từ bên ngoài vào trang trại. Có thể sử dụng lợn nuôi tại trại làm thực phẩm. Cần chủ động tìm nguồn cung cấp thực phẩm uy tín, rõ nguồn gốc cho trại. Nhà ăn bố trí xa khu chăn nuôi, có người nấu ăn riêng cho cán bộ và công nhân làm việc trong trại. Có rãnh thoát nước riêng từ nhà bếp vào hố biogas. 3. Cấm động vật hoang dã vào trại lợn. Cấm nuôi và thả rông các động vật khác trong trại. Phòng các loại động vật, lợn hoang, chó, mèo, rơi chuột vào trại, nuôi nhốt chó và kết hợp quản lý phòng dịch bên trong trại. 4. Cấm người chăn nuôi bên ngoài, người lạ vào trại khi chưa được phép. Tất cả người lạ, khách tham quan trước khi vào chuồng trại cần phải nghỉ cách ly lợn quy định mới được vào trong trại. Khi vào trại, thực hiện sát trùng, tắm, thay quần áo, dụng cụ thiết bị đặt trong tủ UV 5 phút, thay ủng trước khi vào mỗi chuồng nuôi. 5. Cấm mang đồ sinh hoạt cá nhân, túi sách và thiết bị cá nhân vào chuồng nuôi. Các dụng cụ thiết bị cần thiết mang vào gồm bút, sổ sách, điện thoại cần phải khử trùng trong tủ UV tối thiểu 5 phút. Tuyệt đối không mang túi sách, ví vào trong chuồng nuôi. 6. Cấm xe vận chuyển bên ngoài vào khu vực chăn nuôi, đặc biệt xe vận chuyển phân lợn. Các xe cung ứng cám, thuốc cần thiết vào trại cần sát trùng kỹ, cách ly quy định vào đỗ tại những nơi quy định. Xuất bán lợn tại cầu cân gần hàng rào xa chuồng nuôi, có điểm rửa sát trùng trước và sau khi xuất bán lợn. 7. Cấm tuyệt đối các xe mua lợn sống, xe mua lợn loại vào trong trang trại chăn nuôi. Nên vận chuyển lợn bằng xe nội bộ ra điểm bán tập trung rồi bán cho khách sẽ giảm thiểu rủi ro. 8. Cấm vận chuyển lợn giống, hậu bị, thay đàn từ vùng dịch vào trong trại chăn nuôi khi bắt buộc phải nhập hậu bị. Cần nuôi cách ly bên ngoài trại, xét nghiệm kiểm tra định kỳ và đảm bảo mới cho nhập đàn. 9. Cấm sử dụng nước sông hồ tự nhiên làm nước uống cho lợn vì tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ASF, FMD, PRRS rất cao. Nếu bắt buộc phải sử dụng nước mặt từ các hồ chứa, cần có hệ thống xử lý lọc đảm bảo. Trước khi sử dụng cho lợn, cần khử trùng bằng chloramin B. 10. Cấm bán hoặc giết mổ lợn ốm, lợn chết hoặc đưa lợn ốm chết ra khỏi trại. Cần được xử lý ngay trong trại để giảm thiểu rủi ro từ xe khách đến mua lợn chết, đến từ trại khác hoặc vùng có dịch, tạo ra nguy cơ lây lan bùng phát bệnh cho các trang trại khác. Bán giết mổ lợn ốm, lợn chết là hành vi vi phạm pháp luật. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi vừa mới được phát hiện tại thôn Lược, xã Sơn Lai của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Gia đình ông Phạm Văn Hòa là hộ đầu tiên tại thôn có lợn bị chết. Con lợn đang ăn hàng thùng sơn, vì nó to mấy tạ vậy cứ ăn một thùng sơn, phân nó ỉa như bắp chân này luôn. Thế nhưng mà bắt đầu bị cái là dừng ăn một bữa cái là khụy luôn. Theo chuyên gia chăn nuôi Phạm Ngọc Thạch, việc cần thiết của mỗi hộ chăn nuôi khi không may bị dịch tả lợn châu Phi là phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu chuồng nuôi để nhanh chóng tái đàn. Công việc đầu tiên của các hộ chăn nuôi cần làm là dọn dẹp, đưa toàn bộ dụng cụ chăn nuôi ra khỏi khu chuồng. Sau khi dọn hết các dụng cụ chăn nuôi trong khu chuồng,
người chăn nuôi cần sử dụng dung dịch phong môn, một loại thuốc sát trùng truyền thống để ngâm toàn bộ dụng cụ chăn nuôi. Đối với các dụng cụ bằng kim loại, người chăn nuôi sẽ sử dụng các loại sát trùng khác. Là người ta đã nghiên cứu rồi chứ không phải là cứ càng đặc càng tốt, không phải. Đặc nhiều khi lại ảnh hưởng rất lớn mà nó sẽ hại. Thí dụ như là phong môn mà nguyên chuẩn 37% vào thì hỏng hết tất cả các dụng cụ. Trong điều kiện môi trường kiềm của dung dịch phong môn, các loại vi khuẩn cũng như virus gây dịch tả lợn châu Phi đều bị tiêu diệt. Các dụng cụ chăn nuôi sẽ được ngâm trong dung dịch phong môn 10% trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Người chăn nuôi có thể lấy ra phơi khô và sử dụng cho lứa nuôi tiếp theo. Muốn là khống chế và xử lý được triệt để thì phải dùng vôi củ tải đều lên trên cái nền chuồng và sau đó chúng ta bơm nước vào như là tôi để xây nhà. Vôi cục có tính kiềm hay còn gọi là sút nên phản ứng hóa học rất mạnh. Khi rải vôi cục lên nền chuồng, tưới nước lên sẽ xảy ra phản ứng hóa học, tỏa ra nhiệt lượng lên tới 1.000 độ C. Thế vậy với nhiệt độ đấy thì không có mầm bệnh nào để mà sống sót được. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó thành một cái dung dịch, thành một huyễn dịch. Thì cái huyễn dịch đấy thì chúng ta thấy là nó trải đều lên trên bề mặt cái nền chuồng. Đó, không có cái chỗ nào hở nữa. Chứ còn nếu chúng ta rắc vôi bột mặc dù anh kín như thế nào chẳng nữa nhưng vẫn có cái hở. Nhưng cái hở đấy cũng là một trong cái để mà vẫn còn cái tồn tại cái mầm bệnh ở đấy. Bên cạnh việc rắc vôi củ bổ sung lên nền chuồng nuôi, người chăn nuôi cần định kỳ phun thuốc sát trùng cho toàn bộ khu chuồng, chủ yếu vẫn là phong môn được pha với nồng độ từ 1,5 đến 2%. Công việc phun thuốc sát trùng cần được thực hiện định kỳ 3 ngày một lần trong suốt thời gian xảy ra dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện vệ sinh sát trùng và để trống chuồng ít nhất từ 1 đến 1,5 tháng, kể từ thời điểm khu vực chăn nuôi được công bố hết dịch. Kể từ khi những ổ dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên được ghi nhận tại Trung Quốc vào tháng 8 năm 2018, tổng đàn lợn của quốc gia này đã giảm gần 40% so với trước đó. Nguyên nhân lây lan dịch là do phần lớn các nông hộ chăn nuôi nhỏ không chú trọng đến công tác vệ sinh, an toàn phòng dịch. Dịch tả lợn châu Phi lây lan quá nhanh, đến mức mà toàn bộ đàn lợn bị xóa sổ chỉ qua một đêm. Vì vậy, những trang trại lợn như chúng tôi đang phải chú trọng rất nhiều đến các biện pháp phòng ngừa để ngăn dịch xâm nhập. Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng các trang trại nuôi lợn quy mô công nghiệp ngay tại khu vực ngoại ô của các thành phố lớn, thay vì tập trung ở những vùng quê như trước đây. Chương trình này nằm trong nỗ lực quốc gia nhằm bổ sung thêm khoảng 200 triệu con lợn vào tổng đàn lợn của nước này trong vòng 2 năm tới. Khi nguồn cung thịt lợn giảm, đẩy giá tăng, các doanh nghiệp sản xuất lớn sẽ có thêm lợi nhuận để đầu tư, mở rộng chuỗi sản xuất. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất và chăn nuôi lợn. Tại các trại nuôi công nghiệp, mỗi khu vực đều được gắn camera theo dõi và kiểm soát nhiệt độ bên trong chuồng nuôi. Hệ thống robot giúp đo trọng lượng và cho lợn ăn một cách khoa học. Trong khi đó, nông dân nắm bắt được công nghệ nuôi lợn theo hướng thân thiện với môi trường. Mô hình chăn nuôi lợn mới có thể tận dụng một diện tích đất rộng từ 3 đến 6 hecta, mỗi năm nuôi khoảng gần 2.000 con lợn, kết hợp với trồng trọt. Phân lợn thải ra có thể dùng làm phân bón cho cây trồng. Từ hướng sản xuất này có thể thấy được nhiều lợi ích khi chi phí xây dựng thấp, trong khi lợn lại được nuôi trong môi trường khí hậu tốt, giúp thúc đẩy sản lượng thịt. Đây chính là mô hình tích hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi thông minh. Hiện nay, khu vực ngoại ô của các thành phố lớn như Bắc Kinh, Nam Kinh đang tiến hành xây dựng hàng chục trang trại lợn quy mô lớn nhằm khôi phục lại tổng đàn lợn của cả nước. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong năm nay, Trung Quốc có thể sản xuất 34 triệu tấn thịt lợn, giảm 20% so với năm ngoái. Để bù đắp thiếu hụt, quốc gia này dự kiến nhập khẩu gần 4 triệu tấn thịt lợn, tăng 57% so với năm 2019. Pushing pork prices up more than 40%.